cái gì mà mỏng lép vậy? Đây là một cái thùng gì rất là bự, Râu cũng không nhớ cái này là cái gì nữa. Cái gì mà mỏng manh vậy trời? Thùng này là cái gì đây? Sao mà khó khăn nghìn trùng vậy? Hello mọi người! Thể theo yêu cầu của các bạn thì hôm nay Râu sẽ làm một video mua đồ trên Shopee. Và các bạn nhìn đây, xung quanh Râu là một đống đồ của Shopee luôn. Để làm được cái video này thì Râu đã phải để dành tất cả những cái món đồ này gom lại từng chút một để có được một cái video hoành tráng hôm nay. Rose phải lục lại đầu óc của mình là mình đang muốn mua hoặc là đang cần cái thứ gì thì mình mới mua về và mình để dành để hôm nay làm được cái video này cho các bạn. Thì đây là tất cả những thứ mà Rose đã mua trên Shopee. Video này thì không có về quần áo không mà nó về tất tần tật tất cả những mặt hàng của Shopee luôn. Ví dụ như là đồ gia dụng nè, mỹ phẩm nè, quần áo nè, trang sức nè, đồ ăn vân 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 vân, cả đồ công nghệ luôn nữa. Thôi bây giờ tụi mình cùng nhau khui những món hàng này ra để xem là Rose đã mua những món gì trên Shopee nha. Rose nghĩ là với một đống hàng này thì video này cũng sẽ hơi dài, cho nên là Rose sẽ cố gắng nhanh gọn nhất có thể. Bắt đầu thôi. Bây giờ Rose cũng không biết bắt đầu từ cái nào, thôi thì mình cứ tiện tay cái gì thì mình khui cái đó nha. À, đây là hai hộp má hồng của Nội Địa Trung. Hiệu này nè mọi người, Rose mua cái này là để làm một cái video make up với đồ Nội Địa Trung, cũng được các bạn yêu cầu rất là nhiều. Wow, hộp má hồng bên trong rất là đẹp luôn á mọi người. Cái này nó thiết kế như là một cái vỏ sò vậy đó, nó vừa là má hồng vừa là highlights luôn. Ở đây là một màu nữa, xinh ha mọi người. Bây giờ Rose không nhớ là mình đã mua cái gì nữa, chỉ có khui ra thì mình mới biết thôi. Đồ trang sức, mấy cái set nhẫn với lại choker á mọi người. Cũng khá là xinh luôn á, Rose thấy nó khá là xinh luôn. Rose sẽ để những cái link Rose mua ở bên dưới phần mô tả, cho nên mọi người có thể mở ra tham khảo nha. Thường thì Rose rất ít khi mua nhẫn trên Shopee, tại vì Rose thấy nó không có được kiểu cái đường cắt của nó không có được sắc sảo. Nhưng mà chỗ này Rose mua thì Rose thấy nó khá là ok á, cho nên mọi người có thể tham khảo mua thử. Đây Rose sẽ để gần cho mọi người xem nha. Xinh quá. Tiếp theo, những cái chỗ này Rose mua thì Rose đều lựa cái giá nó khá là rẻ, gần như là rẻ nhất nhì trên Shopee luôn á, cho nên là mọi người nhớ tham khảo nha, để mua được cho mình một cái giá tốt nhất. Cái này cái gì đây? À, cái này là một cái tuyết kem mắt của Nhật. Rose mua để tặng cho bạn mình. Wow, xong chắc là Rose sẽ phải dọn cái đống này rất là vất vả đây. À, ở đây Rose có những cái món đồ gọi là đồ high tech, đồ công nghệ mà Rose đã khui ra để mình kiểm tra xem là nó có hoạt động tốt không á, để mình còn dễ đổi trả, chứ nếu mà đợi tới hôm nay mới khui á, có khi là nó mà có chuyện gì thì mình sẽ khó đổi trả lắm. Đây là một cái đèn led để dành gắn lên camera của hiệu Ulanzi. Cái này thì Rose mua để dành mình có đi xa hoặc là mình đi du lịch á thì mình sẽ đem theo, rất là tiện luôn. Những cái đèn khác rất là bự, rất là khó đem đi du lịch thì cái này mình sẽ đem phòng trường hợp thiếu sáng. Để Rose sẽ mở lên cho các bạn xem. Đây, tuy là nó nhỏ nhưng mà ánh sáng của nó Rose thấy là cũng khá là tốt. Nó có hai cái đời, thì cái đời Rose mua là nó mới hơn. Cái đời cũ thì mình phải xài bằng pin, khi mà hết pin đó mình phải tìm đi mua pin rất là khó khăn. Còn đời mới hơn này thì nó có cho mình một cái cọng dây sạc thì nó sẽ tiện lợi hơn rất là nhiều. Và bữa giờ Rose thử thì Rose thấy là nó xài khá là ổn luôn á, khá là tốt luôn á mọi người, giá lại rẻ nữa. Đây là một cái tripod của hiệu Ulanzi luôn. Rose thì mua rất là nhiều tripod luôn, mình xài trong những cái trường hợp khác nhau. Thì cái cây này thì nó khá là nhỏ gọn, mình cũng có thể kéo nó dài ra được khoảng tầm này. Nó cầm cũng khá là nặng tay chắc chắn đó mọi người. Ôi trời ơi, chó nhà hàng xóm nó sủa sùm. Tiếp theo, đây là một cái micro của Sony. Tại vì Rose đang xài cái camera của Sony cho nên là Rose mua một cái micro của nó luôn. Cái này thì nó khá là nhỏ gọn, mình chỉ cần gắn lên máy là có thể xài được luôn, không có dây nhợ lòng thòng. Cái micro này thì chỉ xài được cho những cái dòng máy của Sony thôi, cho nên là nếu mà bạn nào đang xài máy của Sony á thì có thể nghe thử cái micro này nha. Rose thích đầu tư cho video lắm mọi người, cho nên là Rose mua khá là nhiều đồ để
phục vụ cho việc quay video. Bây giờ có cái micro này rồi thì Rose nghĩ là cái tiếng trong video của Rose sẽ ok hơn. Đây là một cái thùng gì rất là bự, Rose cũng không nhớ cái này là cái gì nữa. À, cái này là đồ ăn. Người ta có tặng thêm cái này là cái gì á. Nếu mà các bạn có xem cái video ăn lẩu bào ngư của Rose á thì các bạn sẽ biết là Rose khá là thích cái sợi nhím trong cái lẩu bào ngư luôn, cho nên là Rose đã đặt riêng một bịch. Rose đã mua hai bịch miếng này để dành mình sẽ ăn lẩu. Ở đây là hai bịch gia vị để nấu lẩu hay di lao, để mình xem thử là cái bịch gia vị này nấu ra có giống như là lẩu hay di lao mà mình ăn ở bên ngoài hay không. Cái gì mà mỏng manh vậy trời. Đây là hai em chì kẻ chân mày. Trên cái thông tin này thì nó có ghi là hiệu Kemelo. Em chì này thì Rose thấy khá là thích luôn. Khi mà Rose xem hình á thì Rose thấy nó khá là ok, tại vì nó rất là mảnh luôn mọi người. Cái đầu kẻ của nó cũng khá là mảnh luôn, để dành phẩy sợi rất là đẹp. Ở đây là ba cái bandana. Thật ra Rose cũng không phải là fan của những cái bandana này, nhưng mà kiểu như cái gì mà nó đang là xu thế thì mình cũng phải có một hai cái vậy đó. Cho nên là yeah, mua để dành chụp hình sẽ rất là xinh. Trong đây là một đống, trong đây là những cái headband hình dưa hấu nè, hình cái hoa, cái lỗ tai có cái hoa nè màu hồng, hình lỗ tai thỏ, và một cái hình bông hoa đây đội lên khá là xinh. Ở đây thì Rose có đặt thêm những cái scrunchies để dành giveaway cho các bạn nếu các bạn thích, và một số thì mình sẽ để lại mình xài. Họ cũng có tặng cho Rose thêm cái này nữa. Cái shop này thì Rose thấy họ có rất là nhiều băng đô xinh luôn. Đây là một cái bộ đồ ngủ. Họ có tặng cho mình một cái dây buộc tóc nữa, một cái bộ kiểu như đồ ngủ hoặc là đồ mặc nhà. Rose thấy bộ này chỉ có tầm 100 mấy thôi, dưới 150, tầm khoảng đó. Chiếc áo hình chú vịt Daisy màu hồng. Bộ này thì Rose thấy là có hai màu, màu hồng với màu xanh, khá là xinh. Một chiếc quần short như vậy. Chất vải cũng khá là ok á mọi người. Chất vải khá là đẹp á. Được, đẹp, duyệt. Rose thấy shop này cũng được rất là nhiều bạn đánh giá tốt, cho nên là Rose cũng mua thử luôn. Và chắc là mình sẽ quay lại shop này mua thêm nữa. Đây là một cái camera của Xiaomi. Mình mua đây. Wow, khá là nặng tay chắc chắn á. Cái này thì Rose cũng đã khui ra để thử luôn rồi. Cái shop này thì Rose thấy là bán giá, Rose tìm được nó là giá rẻ nhất trên Shopee và đầy đủ phụ kiện nhất luôn. Những cái shop khác á, nếu mà mình mua với cái thẻ nhớ 64GB á thì giá nó sẽ tầm khoảng 1 triệu, và có khi á, có shop thì nó sẽ bị không có đầu sạc đó mọi người, mình phải mua riêng cái đầu sạc và cái củ sạc nữa. Đây, thẻ nhớ thì Rose đã gắn ở bên dưới cái chỗ này rồi. Rose mua luôn thẻ nhớ và nó có đầy đủ đầu sạc luôn, cộng thêm một, nó cho mình một cái để mình bắt lên tường á mọi người. Thì cái shop này là Rose thấy giá rẻ nhất luôn, Rose mua chỉ tầm khoảng 700 mấy, có luôn thẻ nhớ và củ sạc luôn, đầy đủ phụ kiện. Rose mua khá là nhiều, hy vọng là mình sẽ khui kịp khi trời còn sáng. Đây là các em son. Họ lại tặng cho mình một cái đồ buộc tóc nữa. Các em son này thì Rose cũng mua để dành quay video cho các bạn xem là đồ nội địa Trung có tốt hay không. Rose lựa các em son này thấy nó cũng khá là đẹp á, cho nên là bạn nào nếu muốn biết đồ nội địa Trung có đáng mua hay không, mua có đáng tiền hay không, thì các bạn nhớ đón xem video của Rose nha. Các bạn thấy cái son khá là xinh luôn, thiết kế thì khá là đẹp, nhưng mà cái phần nhựa bên trong này thì nó cũng hơi rẻ tiền một chút xíu. Nhưng mà thôi, đúng rồi, mình mua cái giá này thì cái nhựa nó như vậy là đúng rồi mọi người. Gọng kính á mọi người, nó có hình, nó chỉ là nửa cái gọng thôi, và nó có hình giọt nước giống như là hai cái giọt lệ của mình vậy đó, để dành chụp hình khá là xinh. Tiếp theo đây là một cái chai kem nền của hiệu O2O.
cái hiệu này á, thì cái thiết kế da kem nền hay là thiết kế những cái mỹ phẩm của nó nhìn khá là xịn. Vì là kem nền cho nên Rose cũng chọn một cái hãng mà nhìn có vẻ cao cấp một chút xíu thì mình mới dám đánh lên mặt, chứ mình rất là sợ là lỡ như mà đánh lên không hợp thì nó bị mỏng, bị ngứa như thế nào nữa. Cái hiệu này thì chắc là nếu mà bạn nào có quan tâm về đồ nội địa Trung á thì các bạn sẽ biết cái hiệu này. Đây, tiếp theo sẽ là cái thùng này đi. Cái đồ mà dùng để đựng gà rán với lại french fries đó mọi người, là khoai tây chiên á. Đây, mọi người thấy xinh không? Rose mua để dành có ăn gà rán hay là khoai tây gì đó, mình bỏ vào á, chụp hình cũng khá là xinh. Hoặc là khi nào mà Rose có quay video ăn gà rán á thì Rose sẽ bỏ trong đây ăn cho các bạn xem. Lên đây đi. À, đây nè. Đây là 4 hộp phấn mắt của nội địa Trung, xinh lắm mọi người. Cái này thì Rose thấy nó giống như là thiết kế ăn theo những cái bảng phấn mắt của Pat McGrath đó mọi người. Ồ, rất là xinh luôn. Cái bảng này thì nó sẽ có một cái mặt gương như vậy và cái bảng mắt bên trong, xinh thế. Bây giờ mình sẽ mở ra mình kiểm tra xem. Oopsie. Ui cha. Ui, gói kỹ như vậy mà nó vẫn vỡ mất một ô ở đây nè. Phải nhắn tin phản hồi với shop. Ok mọi người, nãy giờ Rose nhắn tin á thì Rose khá là bất ngờ với shop này luôn. Họ phản hồi cho Rose rất là nhanh và họ nói là sẽ gửi cho Rose một cái bản khác. Và Rose hỏi là mình có cần gửi trả lại cái bản bị bể hay không thì họ nói không cần luôn. Họ sẽ gửi cho Rose một cái bản khác, hay là họ sẽ hoàn tiền lại cái bản này cho Rose và Rose không cần phải gửi trả cái bản phấn mắt này lại cho họ. Nhưng mà tất nhiên khi mà một cái shop có thiện chí giải quyết vấn đề nhanh gọn như vậy á, thì Rose cũng không có muốn lấy tiền lại hay là đòi sản phẩm gì hết. Tại mình thấy như vậy thì cũng khá là tội cho họ. Cái shop này Rose mua thì gần như là rẻ nhất trên Shopee luôn rồi đó. Rose nói vậy thôi, họ chỉ cần chuyển 50% cái phần tiền của cái bản mắt này cho Rose là được rồi. Coi như là mỗi bên sẽ chịu phân nửa. Cho nên là nếu bạn nào có thích cái bản mắt này thì nhớ ủng hộ cái shop này nha. Họ làm việc rất là chuyên nghiệp luôn á. À, cái này là một cái thôi, cái này một tí Rose sẽ khui ra sau. Cái này là cái gì đây? À, đây là chai BHA của Ubergy. Cái này thì Rose mua trên Instagram, sau đó họ ship qua Shopee cho Rose. Sau này nếu mà các bạn có mua thì thôi nên ship bên ngoài đi, tại vì bây giờ Shopee nó đã ăn 2% rồi cộng thêm tiền ship đó, thì nó cũng không có rẻ hơn được là bao đâu. Wow, một đống dây chuyền đồ trang sức. Rose cảm thấy những cái trang sức mà kiểu như đồ giả như vậy á, các bạn nên mua giá rẻ thôi, tại vì Rose đã mua những cái mà 200-300 ngàn để xài rồi, và xài một lần khi mà đi ngoài đường xong á, kiểu ban ngày mồ hôi ra là những trang sức đó nó vẫn bị ra cái màu xanh như thường. Cho nên các bạn cứ mua những cái trang sức như vậy nè, nó ra màu xanh thì mình dục bỏ, mình mua cái khác luôn, mình không có tiếc. Nói chung là Rose thấy nó chất lượng khá là ok. Chắc là Rose sẽ để cái hình của nó cho mọi người xem, chứ bây giờ nó tùm lum quá Rose không có mở ra cho mọi người xem được. Đó là ngọc trai, sau đó có một cái mặt như vậy. Đợi này thì nó có một cái mặt trái tim đó. Nói chung là Rose sẽ để trên màn hình cho mọi người xem cái những cái kiểu mà Rose mua, nếu mọi người thích thì có thể tham khảo. Còn một cái ở đây, yêu, mình đã cắt vào cái bọc bên trong luôn rồi. Nhưng không sao, cái bọc này mình cũng phải vứt thôi. Đây là một cái nồi nhôm kiểu ăn mì Hàn Quốc đó mọi người. Nhưng mà họ gói như vậy thì Rose thấy là hơi bị sơ sài á. Ồ, cái nồi này nó cũng nè, họ gói như vậy cho nên là cái nồi này nó cũng đã bị mốt ở dưới đáy rồi nè. Rose thấy á, cái shop này á, đã có nhiều bạn phản ánh là có những bạn á, thì may mắn là ship về không có bị mốt, nhưng mà có những bạn thì bị mốt khá là nặng. Rose thấy nhiều bạn phản ánh rồi, nhưng mà thôi mình cũng cứ mua đại hơn xui vậy đó. Đây là một cái shop nước ngoài á, cho nên là chắc cũng không biết là mình dặn họ có nghe không, tại vì Rose thấy khá là nhiều đánh giá về cái việc này rồi, nhưng mà hình như là họ cũng không có thay đổi cái cách vận hành của họ. Hôm nào mà Rose ăn mì Hàn Quốc, Rose sẽ bỏ vào cái nồi này nấu cho nó có không khí, nhìn rất là đẹp và nhìn rất là muốn ăn mì luôn á mọi người.
cái thùng bự ở đây. Bàn ủi thì cũng hay à. Lúc đầu thì Rose tính mua cái bàn ủi hơi nước của Xiaomi á mọi người, nhưng mà cái đó thì nó dung tích nó hơi nhỏ, sợ ủi một hai cái áo là mình lại phải chăm nước vô thêm rồi, cho nên là Rose mua cái này, dung tích của nó khá là lớn và cũng được mọi người khen. Đây là một cái bàn ủi hơi nước đó. Cái này thì chắc là mình để dành gắn vô đây nè, khi mà lấy ra thì chắc là mình sẽ lấy như này đó. Đây là cái cốc để mình châm nước vào. Hướng dẫn sử dụng nhưng mà chỉ toàn là tiếng Trung thôi à. Nhưng mà cái này thì sử dụng rất là dễ, không có cần hướng dẫn. Đó, cái này thì Rose cũng mua để tặng cho bạn mình luôn. Sinh nhật vừa rồi á, nó nói là nó cần một cái bàn ủi hơi nước, cho nên là Rose đã mua để tặng nó chung với cái tuyết kem mắt hồi nãy của Nhật á. Nó biết là Rose mua cho nó đã đòi Rose hôm bữa giờ rồi. Nhưng mà Rose nói là Rose phải giữ lại để quay phim cho các bạn, cho nên là bây giờ Rose phải quay lẹ lẹ để còn đưa cho nó, để nó đòi dữ lắm mọi người ơi. Tiếp theo sẽ là cái thùng này, máy phun sương. Đây là một cái máy phun sương của hiệu Bear. Họ gói bên trong là có những cái hạt xốp nè. Rose không có thích mấy cái hạt xốp này tí nào hết á. Cái máy này á, cái dung tích của nó khá là lớn. Cái này là cái nắp trên đây, mình sẽ đó, mình cầm như vậy để mình đi châm nước vào. Nguyên cái bình này là mình dùng để đựng nước luôn nè mọi người. Mình sẽ phun được rất là lâu. Ở đây nó cũng có cái nút để mình chỉnh cái hơi nước mà mình muốn nó phun nhiều hay ít á, thì mọi người sẽ chỉnh ở cái nút này. Nó đậy vô nó kiểu nó hơi lỏng lẻo mọi người, nó không có đậy khớp vào và nó dính vào, nhưng mà nó cứ như vậy nè. Rose thấy là mọi người nói có một cái ngăn để tinh dầu riêng nữa mà Rose cũng không biết ngăn gì. Chắc là Rose sẽ nghiên cứu thêm. Nhưng mà Rose thấy mọi người cũng khen cái máy này rất là nhiều, cho nên là Rose mua cái máy này luôn. Rose xài qua rất là nhiều máy rồi và nó hư hết rồi. Tiếp theo sẽ là một cái thùng siêu to khổng lồ này. Đây. Ở đây thì họ có cho mình một cái đồ xào xào bằng gỗ với lại cái cây phết gia vị. Đây là một cái bếp để mình vừa ăn nướng vừa ăn lẩu luôn. Nó có ba cái khay. Cái khay này thì nó sẽ có từng cái ô tròn tròn như vậy nè. Đây. Tiếp theo sẽ là một cái khay phẳng như vậy để mình nướng đồ ăn. Đây là cái nắp nồi. Đây là một cái khay có lồng hơi sâu một chút. Đây, để mình ăn lẩu. Wow. Ăn nhìn trùng vậy. Cái này cũng là hiệu Bear luôn. Màu xanh mint khá là xinh. Hôm nào mà Rose ăn lẩu hoặc ăn nướng thì Rose sẽ bày ra, sau đó quay video cho mọi người xem. Xinh quá, phấn khích quá. Bỏ lẩu lên. Nhưng mà Rose thấy cái phần này nó không được bảo vệ á mọi người. Kiểu mình để như vậy nè, nó truyền nhiệt lên đây á, lỡ đụng tay vào thì sẽ rất là dễ bị phỏng á. Cho nên là chắc là mọi người cũng nên cẩn thận một tí nha. Sẵn là một cái ho rồi thì Rose sẽ khoe với các bạn luôn là Rose vừa mới mua một chiếc máy ảnh mới của Sony. Mặc dù là kênh của Rose chưa có nhiều người xem nhưng mà Rose thích như vậy á mọi người. Mình thích đầu tư cho video lắm. Cái này thì là Sony A6400. Đáng lẽ là nên mua cái mới hơn là 6600, nhưng mà cái 6600 thì nó chỉ có một cái ống kính thôi, một cái lens thôi, thì Rose thấy nó quá là bự. Nhu cầu quay phim của Rose hiện giờ cũng chưa có cần những cái lens bự như vậy. Cái 6400 này thì nó lại có cái màu bạc nữa, nhưng mà Rose tìm hoài tìm mãi cũng không ra được cái màu bạc, tại vì cái 6400 này ra cũng hơi lâu rồi, cho nên là đành phải mua cái màu đen. Bây giờ là Rose sẽ khui cái này ra. Cái này là để gắn ở dưới cái máy như vậy, sau đó Rose sẽ gắn cái đèn vào đây. Đây, cái màn hình này nó lật lên, mà nếu mình gắn cái đèn vào đây á thì nó sẽ che hết cái màn hình, cho nên là Rose sẽ mua thêm cái này để mình gắn cái đèn bên đây. Đây, Rose có mua thêm những cái này. Cái dây này Rose cũng mua trên Shopee luôn. Đó, để mình gắn vào. Rose không thể xài những thứ mà nó không xinh xắn đáng yêu được mọi người. Rose phải xài những thứ xinh xắn đáng yêu thì mình mới chịu nổi, cho nên là Rose đã mua một cái bộ như vậy. Cái này thì Rose không mua trên Shopee. Cái này thì Rose mua của AliExpress, cho nên là bạn nào muốn mua thì lên Shopee vẫn có, nhưng mà giá nó sẽ hơi cao hơn một chút xíu. Xinh. Đó, mọi người thấy cái máy của Rose đã xinh chưa? Rose phải mua trang trí cho nó xinh cho bạn được thì Rose mới xài. Cái này thì Rose cũng mua trên Shopee nè.
Đây cũng là một cái hot shoe để gắn vào chỗ này luôn. Mà Rose sẽ gắn vào cái máy mà Rose đang xài. Cái máy Rose đang xài thì nó màu trắng và Rose trang trí màu hồng. Và cuối cùng chính là cái này. Đây là một cái tủ hút ẩm. Cái này và cái Sony này thì Rose mua không phải là trên Shopee mà mua ngoài cửa hàng. Trên Shopee mọi người muốn mua thì vẫn có bán, nhưng mà Rose thì kiểu mình muốn sờ nắng nó ở ngoài. Mua để dành, Rose bỏ những cái máy ảnh và những cái thiết bị điện tử của Rose vào á, để cho nó không có bị ẩm cái máy thì xài sẽ được lâu hơn. Đây là cái tủ hút ẩm. Bây giờ xung quanh của Rose nó đang khá là bừa bộn rồi, cho nên mọi người thông cảm nha. Cái tủ này thì 30 lít. Trước đó thì Rose tính mua cái tủ này trên Shopee luôn, nhưng mà sau đó khi mà mình ra cái chỗ mua máy chụp hình á thì họ cũng có bán, cho nên là mình mua luôn. Nếu mà mọi người muốn mua trên Shopee á thì Rose sẽ để một cái link mà Rose đã tìm hiểu khá là kỹ ở cái chỗ đó, Rose sẽ để cho mọi người tham khảo nếu mà mọi người muốn mua. Trời ơi, một bãi chiến trường rồi mọi người ơi. Ok, vừa rồi Rose đã đặt hộp hết tất cả những cái món đồ mà Rose mua trên Shopee. Bye bye mọi người, hy vọng là mọi người đã thích video này. Và nếu thích thì đừng quên like cũng như subscribe cho channel của Rose để ủng hộ Rose làm thêm nhiều video nữa nha. Nhớ follow Instagram của Rose để tụi mình tương tác với nhau nhiều hơn nha. Bye bye. Tôi quay video mà nó có đứa nó cứ đứng lên nó nhìn tôi hoài nè mọi người. Nó giùm lén tôi nè. Đây nó dám quậy rồi. Đây nè. Em Berry mập nè. Tôi quay video mà nó cứ hả? Nó cứ nhiều chuyện đó. Rồi bye bye mọi người, đi vô nè. Bye bye.